Mời quý vị mang con em đến hệ thống Apple Dentist để khám tổng quát. Các em sẽ nhận được một túi sách đi học, hoặc 10 đồng gift card, hay là một thẻ ăn trưa cho trẻ em của nhà hàng McDonald's. Hãy đến với Apple Dentist để có một nụ cười tươi, trắng và đẹp. Bring your children to Apple Dentist for cleaning or checkup. Receive a school backpack, or a $10 gift card, or you can get a Happy Meals coupon. Apple Dentist, for your beautiful smile.